đêm Hà Nội, những thanh âm ồn ào náo nhiệt của cuộc sống thường nhật dường như cũng dần lắng lại. Thành phố phồn hoa đô hội bỗng trở về trạng thái bình yên lạ kỳ. Đã nhiều năm gắn bó nặng sâu với thủ đô, nhưng trong những khoảng lặng của đêm Hà Nội, trái tim nhà văn Nguyễn Trường vẫn thao thiết nhớ về quê hương Thanh Hóa yêu dấu, về nắng gió phương Nam và chiến trường xưa với bão đạn, mưa bom khốc liệt. Mỗi mảnh đất con người, mỗi sự kiện biến cố trong đời qua bao tháng năm đã góp phần hình thành, vun đắp trong Nguyễn Trường tình yêu, niềm đam mê dành cho văn chương, vừa lặng lẽ, vừa thiết tha, bỏng cháy. Sinh năm 1959 tại xã Hà Toại, huyện Hà Trung, vùng quê nghèo chiêm trũng, chưa nắng đã hạn, chưa mưa đã lụt ấy là nơi nuôi lớn anh bằng những hạt thóc, màu sắn, dãi khoai chắt chiu từ đất mẹ. Quê nghèo không cho Nguyễn Trường sự sung túc đủ đầy về vật chất, nhưng để lại trong anh tình cảm mến thương và lòng bao dung cuộc sống. Để rồi sau này, dù đã trưởng thành, dù trải qua biết bao thăng trầm dâu bề của đời người, mảnh đất quê hương vẫn là nơi Nguyễn Trường tìm về, chia sẻ buồn vui. Con ngõ nhỏ dẫn vào căn nhà thời thơ ấu của Nguyễn Trường, qua thời gian đã xanh lên màu năm tháng. Chính tại căn nhà này, anh được sinh ra, lớn lên từ những câu hát ầu ơ của bà của mẹ, từ lời răn dạy bảo ban nghiêm khắc mà nhân từ của cha, một cụ giáo làng. Mảnh vườn, giếng nước thân thương in dấu bao kỷ niệm. Khi Nguyễn Trường lớn lên, tất cả những điều ấy được anh cất giữ vào sâu thẳm trái tim mình. Có phải vì vậy mà sau này, hình ảnh quê nhà với những niềm vui, nỗi buồn, thuở thiếu thời thường trở đi trở lại trong văn chương của Nguyễn Trường như một mạch nguồn ký ức khắc khoải khôn nguôi. Mỗi khi có dịp về quê, bạn bè thuở nào vẫn đến với Nguyễn Trường và cùng anh nhắc nhớ biết bao kỷ niệm về tuổi thanh xuân đã đi qua. Ngày ấy, khi đang là học sinh cấp 3, Nguyễn Trường xung phong vào bộ đội, rời xa quê nhà, bè bạn. Chàng trai khoác lên mình cây súng, bao bận vào sinh ra tử trên khắp các chiến trường. Những năm tháng hào hùng ấy đã để lại cho anh nhiều dấu ấn và kỷ niệm, hình thành nên trong anh một vốn sống dạt dào, là nguồn chất liệu quý giá cho những tác phẩm văn học về sau. Chính trong thời gian quân ngũ, Nguyễn Trường đã viết nên những truyện ngắn đầu tiên. Đó là tiền đề để sau này, khi đất nước hòa bình, Nguyễn Trường nhẹ nhàng gác ba lô vào cây súng, cầm bút để tiếp tục là người chiến sĩ trên mặt trận văn học nghệ thuật. Có lẽ Nguyễn Trường là một trong những cái người cầm bút đi xa nhất, chiến đấu tận cái cực Nam của Tổ quốc. Ở một cái chiến trường vô cùng ác liệt, quyết liệt, đó là cái vùng Long An, Đức Hòa, Đức Huệ, rồi miền Đông Nam Bộ, vô cùng gian khổ và ác liệt. Trước hết, phải đấy là một cái người lính tiêu biểu, một người chiến sĩ vừa cầm bút vừa cầm súng tiêu biểu. Không chỉ nghỉ ở Thanh Hóa, bộc của cái đội ngũ viết văn chung của cả nước hiện nay. Rời quân ngũ, Nguyễn Trường trở về công tác tại Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Long An. Có lẽ ngã rẽ táo bạo nhất trong sự nghiệp văn chương của Nguyễn Trường là khi anh quyết định gạt sang một bên những cơ hội thăng tiến tại cơ quan để theo học trường viết văn Nguyễn Du,
ngôi trường danh tiếng chuyên đào tạo các nhà văn, nhà thơ cho đất nước. Đó là năm 1993. Khi ấy, Nguyễn Trường mới ngoài 30 tuổi. Anh tham gia thi tuyển và là một trong hơn 20 thí sinh trúng tuyển vào khóa 5, khóa học đầu tiên đào tạo hệ đại học chính quy của trường Viết Văn Nguyễn Du. Trong số bạn bè ngày ấy, Nguyễn Trường và Dạ Ngân là hai sinh viên duy nhất đã có tác phẩm được xuất bản trước khi nhập trường. Với vốn sống, kinh nghiệm của mình, Nguyễn Trường được phân công giữ chức lớp trưởng. Trong mắt bạn bè, anh không chỉ là người cán bộ lớp gương mẫu, mà còn là người bạn, người anh thân thiết, sẵn sàng chia sẻ những khó khăn, vui buồn trong cuộc sống. Có hai cái điều quan trọng nhất, để mà có được cái uy tín với anh em. Một là cái cách sống của mình, nó phải có những cái vừa là nghệ sĩ nhưng vừa phải có cái nghiêm túc, cái thứ nhất. Cái thứ hai là anh ấy phải có những cái tài năng nhất định. Bởi vì nói gì thì nói, với nhà văn thì cái mà người ta nhìn vào và người ta tôn trọng nhất là cái văn tài. Và khi mà có được cái văn tài thì nó là một cái hành trang rất là lớn trong tất cả mọi việc. Thế thì trong cái thời gian mà học ở đấy thì anh Trường cũng là cái người mà anh em cũng quý, bởi vì anh ấy cũng lành, hiền lành. Học ở trường Nguyễn Du, một cái trường mà nó cũng vừa là một cái trường chính quy nhưng nó vừa là có cái tính chất năng khiếu, cho nên là cái cá tính của mỗi người nó rất mạnh. Thế nhưng mà anh Trường anh cũng dung hòa được hết mọi thứ. Tôi có một người bạn là nhà văn Nguyễn Trường, đó là một cái điều tôi rất là vui. Bởi vì đó là một người bạn mà từ thời trẻ đã có nhiều cái kinh nghiệm trong đời sống, và đã có từng là đi chiến trường, rồi từng là làm hội văn học địa phương, rồi là vào học chuyện Nguyễn Du cũng đã có tác phẩm, và cùng vào hội nhà văn với nhau trong cùng một năm. Thế và tôi vẫn theo dõi trong nhiều năm nay là anh Trường vẫn viết, thì tôi thấy sáng tác của anh Trường cũng là những sáng tác rất đáng trân trọng, và cũng phải nói là cái dạo đầu đó là cũng phải là có tiếng vang đấy. Chính những năm tháng học tập tại trường Viết Văn Nguyễn Du, sự rìu rát chỉ dạy của những cây đại thụ hàng đầu nền văn học Việt Nam đã giúp Nguyễn Trường trau dồi thêm kiến thức, định hình được lối viết. Tấm bằng tốt nghiệp loại ưu giúp Nguyễn Trường đĩnh đạc, tự tin bước chân vào thế giới văn chương rộng lớn. Nguyễn Trường đã viết rất nhiều. Trước hết là thơ, sau đó là chuyện ngắn, sau đó là tiểu thuyết, cả lý luận phê bình. Có thể nói như là một người lính chống Mỹ ấy, một người lính ấy, sử dụng được tất cả các thể loại vũ khí, thì Nguyễn Trường có thể sử dụng được tất cả các thể loại văn học. Và thể loại nào cũng để lại những ấn tượng, những xúc động trong lòng bạn đọc. Nguyễn Trường chạm ngõ văn chương bằng chuyện ngắn. Ngoài tập Thiên Nhãn với 9 đầu truyện, Nguyễn Trường còn có tác phẩm in chung trong các tuyển tập Một Đêm Chuyển Quân, Ngày Cuối Cùng Của Chiến Tranh. Trong hầu hết các truyện ngắn của anh, dù viết về đề tài tình yêu, quê hương hay thế sự, yếu tố chiến tranh luôn được Nguyễn Trường đưa vào một cách khéo léo và sâu sắc. Truyện ngắn của Nguyễn Trường không nặng về cấu tứ, cốt truyện không có nhiều đột phá gây bất ngờ cho người đọc. Thế nhưng, tài năng của anh được thể hiện ở việc biết cách khai thác đến tận cùng chiều sâu nội tâm nhân vật. Mỗi khi đặt bút, Nguyễn Trường dường như hóa thân mình vào nhân vật, vui cùng niềm vui của họ, đau với nỗi đau của họ. Chính bởi vậy mà chuyện của anh dễ tạo nên sự đồng cảm, sẻ chia đối với người đọc. Chuyện ngắn của Nguyễn Trường thường hướng đến số phận con người. Dù được viết bằng ngòi bút dung dị gần gũi, nhưng mỗi khi đọc xong, những câu chuyện thường để lại nhiều trở trăn day dứt trong lòng người đọc. Ta bắt gặp trong trang văn Nguyễn Trường hình ảnh một người đàn bà đa đoan, vì tưởng chồng đã hy sinh mà lỡ có quan hệ yêu đương với anh chồng. Để rồi, ngày chồng trở về, dù được thứ tha, chị vẫn tự tìm đến cái chết trong sự bẽ bàng tủi hổ. Ở một chuyện ngắn khác, ta lại nhìn thấy những giọt nước mắt khổ đau của người mẹ, ngóng chờ con trở về sau cuộc chiến.
bà không hay biết, người con của mình đã theo dòng đời bôn ba xuôi ngược, theo những bon chen vật chất tầm thường, cuối cùng không giữ được chính mình, trở nên u mê, điên loạn. Đêm chiến tranh lại là câu chuyện của hai người lính thuộc hai chiến tuyến cùng nhau vượt qua một đêm sinh tử trên bãi mìn chiến tranh, là hai kẻ đối địch không cùng chung lý tưởng, nhưng tấm lòng bao dung cùng ơn cứu mạng của người lính Cộng sản đã cảm hóa tâm hồn người lính Việt Nam Cộng hòa. Để rồi, khi đêm chiến tranh ấy qua đi, đọng lại trong lòng người đọc là ánh nắng tươi tắn của một ngày mới lên, cùng nụ cười hạnh phúc, nhẹ bẫng của người lính Cụ Hồ. Người lính đứng ở phía chính nghĩa và khoan dung. Câu chuyện không chỉ xoay quanh hai người lính, mà hướng đến vấn đề lớn lao hơn. Đó là vấn đề của hai chế độ, hai ý thức hệ. Cái kết viên mãn của câu chuyện cũng hé lộ một dự báo về sự khép miệng liền ra của vết thương chia cắt còn đọng lại sau cuộc kháng chiến chống Mỹ vĩ đại của dân tộc ta. Trong cái hình thành một nhà văn đó, cái vốn sống rất là quan trọng, vì đó là cái chất liệu để từ đó nhà văn có thể xây đắp lên tác phẩm. Thế nên là tôi cũng viết nhiều về chiến tranh là vì tôi cũng đi qua cuộc chiến tranh. Thế nên là trong nó tôi viết như là đêm chiến tranh hay là sau cuộc chiến và vân vân, là những tác phẩm của tôi là đều tư liệu đều về chiến tranh, từ những cái mà mình đã từng trải qua thì mình mới viết lên tác phẩm. Có một điểm đặc biệt trong tác phẩm Nguyễn Trường là anh rất thích dựa vào các chất liệu có thật mà mình thu lượm, góp nhặt được từ cuộc sống. Chuyện ngắn Thiên Nhãn, tác phẩm chủ đề trong tuyển tập cùng tên của Nguyễn Trường, là một trong số đó. Cốt truyện xoay quanh cuộc đời thật của hai tín đồ đạo Cao Đài tại Hà Nội là Bình và Pho. Không chỉ sống đẹp đạo, họ còn luôn nỗ lực để làm những điều có ích cho đời, cho người. Điều làm nên sự thăng hoa cho chuyện ngắn giản dị này là một mối tình tự tâm, trong trẻo, không vương chút bụi trần mà bà Bình dành cho cụ Pho. Mối tình ấy cứ lãng đãng, phảng phất, nhẹ nhàng phủ lên khắp các tình tiết truyện, rồi để lại những dư âm thanh tao trong lòng người đọc. Dù đến với chuyện ngắn từ trước, nhưng dấu ấn đậm nét mà Nguyễn Trường để lại trên văn đàn lại là các tác phẩm tiểu thuyết. Tiểu thuyết vốn dĩ là một loại hình văn học không dễ viết, vì nó đòi hỏi người cầm bút sự hiểu biết sâu rộng, kinh nghiệm sống, khả năng hệ thống cùng bút lực dồi dào. Nguyễn Trường đã không ngừng trau dồi kiến thức, trí tuệ và năng lực viết trong suốt nhiều năm trời. Vì vậy, đến với tiểu thuyết, anh có một tâm thế đĩnh đạc và tự tin. Tiểu thuyết đầu tay của Nguyễn Trường có tựa đề Mộng Đế Vương, ra mắt người đọc năm 1992, khi Nguyễn Trường mới 33 tuổi. Đây là một trong những tác phẩm mà anh tâm đắc nhất. Tiểu thuyết là câu chuyện dài, gần như có thật về người sáng lập đạo Dừa, một giáo phái có hình thức tu hành riêng biệt, được hình thành và phát triển tại miền Tây Nam Bộ trong thế kỷ trước. Bằng văn phong hóm hình hài hước cùng sự hiểu biết tôn giáo, nhãn quan chính trị tinh tường, Nguyễn Trường không chỉ tìm cách lý giải sự hình thành, ra đời của đạo Dừa, mà thông qua đó lên tiếng phê phán những kẻ nuôi tham vọng, dã tâm, sẵn sàng đánh đổi quyền lợi của Tổ quốc, của nhân dân để thực hiện giấc mộng quyền lực và những thú vui sa đọa, vị kỷ. Giấc mộng đế vương mà tiểu thuyết hướng tới, suy cho cùng cũng chỉ là giấc mộng phù du, vô nghĩa, dễ dàng tan biến trước trầm luân cuộc đời. Tôi có một cái kinh nghiệm với tiểu thuyết sau này là tôi đầu tiên tôi phải tìm được cái giọng điệu. Nếu mà tìm được cái giọng điệu của cuốn tiểu thuyết mình sắp viết ấy, thì tự nhiên mình viết nó trôi chảy. Mà nếu lúc đầu vô mà không tìm được giọng điệu thì không thế nào viết được. Thế nên giọng điệu của cuốn tiểu thuyết nó cũng giống như là bắt cái một bài hát ấy. Nếu mà bắt cao quá cũng không hát được, bắt thấp quá không hát được, phải bắt đúng nhịp thì mới hát được. Thế nên là cái giọng điệu, như giọng điệu cuốn tiểu thuyết Mộng Đế Vương của tôi là giọng điệu hơi hài hước và tạo được cái không khí của truyện
thì bắt đầu vô tự nhiên nó sinh động, là tự nhiên cứ ngồi viết, nó cứ trôi ra trôi chảy dài. Sau Mộng Đế Vương, Nguyễn Trường tiếp tục cho ra đời nhiều tiểu thuyết giá trị như Hơn Cả Tình Yêu, Đi Qua Thời Áo Trắng, Tâm Linh. Các tiểu thuyết này hướng tới những nội dung phong phú của muôn mặt đời sống, nhưng có một điểm chung thú vị, đó là phong vị đặc trưng Nam Bộ trong tên đất, tên người, trong ngôn ngữ và cách dẫn dắt chuyện. Có được điều này, có lẽ là bởi Nguyễn Trường đã dành gần nửa cuộc đời để gắn bó với đất và người phương Nam. Ở tiểu thuyết Đi Qua Thời Áo Trắng, thông qua câu chuyện của gia đình ông Ba Tuấn và làng quê nơi họ sinh sống, những nét văn hóa phương Nam hồn nhiên, chân chất được tái hiện rõ nét bằng giọng văn lôi cuốn hấp dẫn. Tiểu thuyết Hơn Cả Tình Yêu lại đề cập đến sự đam mê quyền lực của một bộ phận người trong xã hội. Ám ảnh quyền lực khiến cho họ sẵn sàng đánh đổi gia đình, tình yêu, tình thân, hòng mong chạm tới những nấc thang danh vọng cao hơn. Nói tham vọng quyền lực u tối còn lớn hơn cả tình yêu là vì vậy. Tiểu thuyết Tâm Linh lại nói về ham muốn vật chất. Cái nghèo, cái khó bủa vây, cộng thêm sự thiếu bản lĩnh khiến con người sa ngã, lâm vào vòng tội lỗi, rồi cuối cùng phải nhận lấy hậu quả đắng cay. Các tác phẩm tiểu thuyết của Nguyễn Trường thường không có cái kết viên mãn. Trong Mộng Đế Vương, kết thúc là cái kết không thanh thản của nhân vật chính, cùng sự hụt hẫng cả tin u mê của nhân vật thứ chính. Trong Đi Qua Thời Áo Trắng, diễn biến chuyện kết thúc bằng hình ảnh mái nhà thủng lỗ chỗ, tài sản tiêu tán và nỗi buồn hụt hẫng của các nhân vật. Hay trong Tâm Linh, điểm kết của câu chuyện là khi nhân vật chính bị bắt vào tù, trả giá cho tội ác mà anh ta đã gây ra. Những cái kết không có hậu ấy, xét ở khía cạnh nào đó, khiến cho tác phẩm của Nguyễn Trường thêm sức nặng ám ảnh. Dù đã rời trang truyện, nhưng độc giả vẫn còn day dứt khôn nguôi về số phận nhân vật. Xót xa cho người, mà cũng là suy ngẫm cho chính mình, để rút ra bài học, để không bước chân vào vết xe đổ mà nhân vật để lại. Triết lý văn trường của Nguyễn Trường thường hướng theo đạo lý muôn đời của dân tộc. Kẻ tạo ác thì phải trả giá, người lương thiện sẽ được đón nhận yêu thương. Và dù con người có lỗi lầm đến đâu đi nữa, nếu họ biết hối cải, vẫn sẽ có một cánh cửa mở ra, đón đợi họ, làm lại cuộc đời. Giá trị nội dung trong tiểu thuyết của Nguyễn Trường đáng ghi nhận ở tinh thần nhân văn sâu sắc ấy. Thì hầu hết những chuyện ngắn của Nguyễn Trường ấy và cả cái những cái quyển tiểu thuyết sau này ấy, tức là nó đầy chất tư liệu về cuộc sống. Và Nguyễn Trường thành công theo tôi ấy, là ở cái chỗ tức là cái vốn sống nó được nó chuyển hóa vào văn chương. Thì Nguyễn Trường thành công cái chỗ đó. Thế thì ngoài cái việc đó ra thì như tôi đã nói, tức là nó cộng với vốn sống thì là cái nhiệt huyết, rồi cái say mê và cái ý chí quyết tâm vươn lên. Vì hồi mà Nguyễn Trường gặp tôi mà gửi cái bản thảo đầu tiên thì Nguyễn Trường chưa có gì. Đấy, nhưng mà ngay từ hồi đó tôi cũng đã hy vọng, tức là cái con người này có thể thành đạt ở cái lĩnh vực văn chương. Đã có một lần tôi phát biểu rằng là thế giới này mà không có văn chương thì nó sẽ cằn cỗi đi. Văn chương đưa con người ta đến với nhau gần hơn. Văn chương giúp cho xã hội tốt đẹp hơn, nhân văn hơn, yêu cuộc sống hơn, yêu cuộc đời hơn. Vì văn chương chính là tấm lòng của con người. Và các tác giả nhà văn đều xây dựng các hình tượng văn chương, đều muốn đưa chúng ta đến cái lòng nhân hậu. Có một nơi mà Nguyễn Trường đã gắn bó và dành trọn tâm huyết của mình, đó là nhà xuất bản Thanh Niên. Trước khi về Hà Nội, đảm nhiệm chức vụ tổng biên tập, giám đốc, Nguyễn Trường từng có nhiều năm làm phó giám đốc phụ trách khu vực phía Nam của nhà xuất bản Thanh Niên. Trong lịch sử hơn 60 năm tồn tại của nhà xuất bản danh tiếng này, Nguyễn Trường là nhà văn đầu tiên giữ chức tổng biên tập.
Trên cương vị ấy, mỗi năm anh phải đọc, duyệt hàng ngàn đầu sách. Bằng kinh nghiệm của một người cầm bút lâu năm, Nguyễn Trường đã có đóng góp không nhỏ trong việc đổi mới, nâng cao chất lượng các cuốn sách được xuất bản, đưa hoạt động của nhà xuất bản ngày một đi lên. Ở một phương diện khác, công tác trong ngành xuất bản cũng tạo điều kiện cho Nguyễn Trường tiếp cận với nhiều tác phẩm văn học có giá trị, thu nạp thêm kiến thức ở mọi khía cạnh, lĩnh vực của đời sống xã hội, từ đó tăng thêm vốn sống cho mình. Ở tuổi ngoài 50, Nguyễn Trường vẫn còn nhiều ấp ủ, dự định văn học cho tương lai. Anh chăm chỉ từng ngày, góp nhặt tri thức, kỹ năng, như con ong cần mẫn tìm mật ngọt, để những mong tiếp tục cống hiến cho đời nhiều tác phẩm văn chương giá trị. Bởi vậy, độc giả có quyền chờ đợi những thành công mới trên cả hai lĩnh vực biên tập và sáng tác của anh. Chính những cái sự tích lũy bằng hai con đường, một là bản thân thành tựu văn học, hai là năng lực lãnh đạo quản lý đã giúp cho Nguyễn Trường đáp ứng và được trên tín nhiệm, anh em tín nhiệm, có thể nói là một cái người được đồng thuận rất cao ở cơ quan của Trung ương Đoàn, ở nhà xuất bản, đề nghị Nguyễn Trường đảm nhận cái công vị là chức giám đốc nhà xuất bản Thanh Niên. Đây là một vị giám đốc đầu tiên là hội viên Hội Nhà văn Việt Nam. Cái điều ấy là cái điều rất là vinh dự, rất thuận lợi một là cho chính nhà xuất bản, bởi vì phải có một cái sự tích lũy văn học, phải có một năng lực, một thẩm mỹ, một trình độ văn hóa thì mới có thể bao quát được một cái khối lượng bản thảo rất lớn, đủ các thể loại. Và chính cái cương vị giám đốc này mới càng khẳng định là Nguyễn Trường đi học để tích lũy văn hóa ở trường Nguyễn Du là hoàn toàn đúng. Trong số các nhà văn quê gốc Thanh Hóa ở xa quê, Nguyễn Trường có những cái đóng góp rất thiết thực. Nhất là trong vừa rồi thì Thanh Hóa chúng ta làm cái tổng tập nhà văn Việt Nam hiện đại để chào mừng Đại hội Đảng lần thứ 18. Nguyễn Trường là người đứng ra in cái quyển sách từ đầu đến cuối. Và quyển sách rất đẹp, được Bí thư Tỉnh ủy đánh giá rất cao về quyển sách ấy. Về văn học thì Nguyễn Trường là cây bút không sắc sảo như những người khác, nhưng mà âm thầm nén nhịn. Và tất cả những cái điều của Nguyễn Trường viết ra đều rất là đau đớn một cái miền quê nghèo ngày xưa. Nhất là tiểu thuyết của Nguyễn Trường hoặc là trong truyện ngắn Nguyễn Trường. Tôi đọc rất kỹ những điều đó. Tôi rất trân trọng Nguyễn Trường. Đại văn hào của nước Nga Maxim Gorky từng nói, văn học là nhân học, văn cũng chính là người. Bản tính Nguyễn Trường giản dị thâm trầm, vậy nên những trang văn của anh cũng hiền lành mà sâu thẳm nỗi niềm như người vậy. Nguyễn Trường đến với văn chương bằng sự thôi thúc của tâm hồn. Vì thế, tình yêu dành cho văn chương của anh trong sáng, đầy đam mê và mãnh liệt. Trong hành trình hơn 30 năm đồng hành cùng văn học, Nguyễn Trường gạt bỏ những điều phù du, hào nhoáng để tiếp cận cuộc đời bằng nhãn quan chân thành và cả lòng tri ân sâu sắc nhất. Bởi vậy mà, chẳng phải ngạc nhiên khi anh cùng các tác phẩm của mình được cuộc đời đón nhận bằng lòng trân trọng, mến yêu.